lâu thế, bây giờ chưa thấy về. Ai xài. Rồi 11 giờ rồi, hơn 11 giờ rồi. Này Văn Lương chở vợ về. Chán lắm. Đi làm thế này thì làm sao mà đủ ăn. Đầu năm tháng Tết được mấy buổi tăng ca nhân 3 mà được có 6 triệu bạc. Ai ơi mà. Là anh 11 giờ rồi, hết 11 giờ rồi. Vậy khi làm cả hai tầm này đã về rồi, hôm nay đi hay là đi với anh nào không? Alo. Em về chưa? Hả? Còn đi chip xẻ, chip xẻ bây giờ 11 rưỡi rồi. Cả hai mọi khi em chỉ hơn 10 giờ tí về, hôm nay đi về muộn thế. Hôm nay anh mua hoa tặng em đây này, hoa thơm lắm, 200.000 được 3 bông. Đấy, mua bà bông hoa tặng vợ lâu thế. Mười một rưỡi rồi. Ở này vẫn chưa ngủ rồi. Ôi giời ơi, nay đi làm cả hai nào mà về muộn thế. Chắc là đi chơi với anh nào rồi. Em muốn ngồi. Đây, này, hôm nay từ Tết đến giờ hôm nay có lương này, mua cho vợ được mấy muối sầu riêng. Ôi. Em 3 muối mà hơn 200 đấy. Này, em á. Này. Em xin nhá. Em đi đưa ngồi cửa. Ôi là có rồi. Yeah. Hôm nay là có 6 triệu thì vừa đi ăn cưới và vừa mua sầu riêng cho vợ. Vẫn lại còn tiền cơ. Thì còn được nguyên. Ừ. Phải dám để đồng nào đâu. Đã có tiền mua sầu riêng rồi đấy còn. Thế là gì? Ừ. Tiền đi ăn cưới thì có tiền tiêu chưa? Thì có để đồng nào đâu, có tất cả 6 triệu đưa cho vợ cả 5 triệu đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Này, cho 1 triệu để đi mai đi chơi. Cho gì? Thôi cứ cầm đấy. Thôi hứa nó nữa, trải cái nính nương thì đàn nào thì em đã đỡ về ấy. Được cần 5 triệu thì đưa cho anh 1 triệu, được có 4 triệu thì bỏ gì. Cảm ơn nhá, ui, ngon nhất là cái này, em thích nhất là cái này. Đấy, nay mua tặng vợ đấy. Ước mơ làm... ước mơ bao nhiêu ngày nay mới mua được. Từ hôm mùng 8 tháng 3 đến giờ. Thế phải cho thương tháng. Từ hôm mùng 8 tháng 3 đến giờ 3 lần đi săn mua sầu riêng năm. Hôm nay có tiền mua về cho vợ đây. Đấy, anh mua sầu riêng hơn 200 đấy em ạ. Anh ăn bánh mì. Thường thế. Thế anh ăn làm miếng. Không. Thôi ăn đi. Không, không đấy rồi, có vợ. Anh ăn bánh mì. Thôi ăn đi. Không. Em ăn nhé. Ăn không? Ngon không? Ui à. Cảm ơn anh nhé. Anh cho em ăn sầu riêng thế này. Để có bữa anh. Đừng có đánh nhau nhé. Thế giả mồm. Ơ bà. Tắt là hố phát lên. Lỗ đón đó mắt lên. Thôi đời em coi xong. Em nhưng chưa bị anh đánh bao giờ. Nhớ nha. Hai mừng 8 tháng 3 vừa rồi đấy, là cũng chạy đi mua, nhưng mà không có. Đấy, mai kia là 20 tháng 10, ngày phụ nữ lại mua. Đấy, nhưng chỉ mua sầu riêng thôi, em đừng có muốn mua hoa nhé.
Vâng, cái này là mua thiết thực rồi. Đấy, mua bông hoa, mua một bông hoa thì mấy khoảng 20 nghìn, nhưng mà mua quả sầu riêng là mấy trăm nghìn đấy. Nhưng mà em lãng mạn, em thích cả hoa, em thích cả sầu riêng cơ. Thế cả. Em mà. Có thích tình riêng không? Em hoa em cũng thích, ước ao được bông hoa người ta tặng cho thích thích, nhưng mà để bỏ tiền ra sót những cái quả, vấn đề là mình không phải bỏ tiền ra cơ. Đấy. Còn cái món này nữa cơ. Cái món này anh còn phải điều tra cái món này này. Đó. Cứ đi ra khỏi nhà là vợ lại hay dùng cái món này để bôi vào cổ tay này với gáy này. Đấy, món này đấy. Thơm lắm. Thơm lắm. Nhưng mà nó có động không? Đấy, đáng nghĩa ra là... Nó có thèm dai không? Đấy, cái đấy là em bỏ mua cái nước hoa mà thích dai cơ, đằng này vẫn không thích. Đây là cái món nước hoa thèm dai ấy. Đấy, vợ già rồi. Già rồi, hôm nay anh mua cho em cả một cái lọ nước hoa thèm dai nữa. Đấy, cứ khi nào mà đi ra đường nhá, em phải bôi vào đây này. Xong rồi bôi vào đây nhá. Da thấy là dai, cứ đuổi hết ngoài đường. Vâng. Đấy là em thích lắm.